đã có gần 5.000 thanh niên dân tộc thiểu số được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo quyết định số 1856 của Chính phủ và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đó là con số thống kê do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa công bố trong giai đoạn 2015-2020. Theo đó, bằng nhiều ưu đãi riêng của mình, đã có gần 5.000 lao động là đồng bào dân tộc Cơ Tu, Rẻ Chiêng, Co, Ca Dong, Xê Đăng rời núi xuống phố học nghề, làm việc trong môi trường công nghiệp, nâng tỷ lệ lao động miền núi qua đào tạo của tỉnh Quảng Nam chiếm 36,2%. Ngoài ra, 5 năm qua, Quảng Nam cũng có 358 lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề và đi xuất khẩu lao động ở các nước trong khu vực châu Á. Theo số liệu thống kê, cứ mỗi một lao động được đi đào tạo học nghề và làm việc ở phố sẽ giúp một hộ thoát nghèo. Và như vậy, trong 5 năm qua, chỉ tính riêng đào tạo nghề đã có gần 5.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững.